sợ, không dám muộn luôn mà. Đi qua phòng là phải đi nhẹ, nó kia. Bác để lại một đĩa nha. Đúng không? Đâu, ra đi. Làm đĩa đi. Đưa để làm đĩa đi, ăn hết rau rồi anh. Không hết rồi. Cất đi. Một đĩa đi. Trút cất giỏi em nói anh em ăn 5 miếng là hết luôn. Thì hôm nay đến nhà anh Hưng nhá, anh Hưng Duyên thì ăn gỏi đấy, anh em tôi gặp nhau tí có tiền quay bên thông tin đại chúng bên truyền thông. Đây là tráng bom nhá. Đây này, chèo nấu đúng ở ngoài mình luôn. Cháu ăn cái nào lớn rồi tự lấy đây. Gọi đây. Trong này lá là đầy đủ luôn nhá. Nhưng mà có thêm cái đây, cái đậu rồng. Đậu đấy ăn riêng, không phải ăn gỏi. Đây. Ăn sống riêng. Sống riêng. Ngon đã. Đấy. Anh Hưng có con 81 này, nguyên bản luôn. Chỉ để thi thoảng lên Sài Gòn dạo quanh phố phường, dạo quanh thị trường chơi vậy đấy. Đây này, xa quê nhưng vẫn phải giữ nét hồn quê, lan liếc rồi non bộ non niếc là vẫn ngon. Quay trực tiếp hay là như thế nào? Không, không quay trực tiếp đâu. Thế thì quay, anh quay làm tư liệu thôi mà. Mình làm được, ăn được, nói được. Để lấy cái làm kỷ niệm của anh em gặp nhau giữa đất Sài Gòn. Đăng lên YouTube chơi mình vậy. Mình tự làm, mình tự ăn nha, có xin của ai đâu. Tất nhiên, nhưng mà mình làm thế nó không hay lắm. Nhiều thằng nó hốc rượu vào, nó lại nói linh tinh. Anh Hưng ạ, đúng không? Đây em quay là em đăng lên YouTube. Mày hỏi là lá mơ lông đâu, bát cháu đâu. Thầy tươi đắm một đôi đuối, xong bây giờ cháu lại bảo là bát hút kẻ cho cháu. Bát ăn như thế nào mà mình sai đắm nhiều. Về cái phong cách sống của anh Hưng không khác gì bác Tam luôn, từ cây cảnh, từ những cái trang trí trong nhà luôn. Đấy, vẫn còn nguyên cầu hồng rồng này, bác Hồ bác biết rồi. Chả vào, hồng rồng bứng vào. Đấy, bứng luôn mà, trắng bom thôi, trắng bom. Bán được mỗi ngày chủ nhật mà mày bán. Uống bên này hả? Hầu bán nhiều lắm. Hầu mày nhiều. Đây nhớ gọi cả anh Hưng gọi, à Thái nhá. Trong vòng có 30 phút. 35 phút, vài phút nó bảo nó khét. Có quái quái cho Hải. Không, anh chưa. Đấy. Thì tôi xin kết thúc video tại đây. Mời anh em này, anh em tôi chiến đấu gái. Mời tất cả anh em YouTube mời ăn gọi với anh em tôi ở đất Trảng Bom Đồng Nai nhá. Này. Không, chèo lên đây. Hả? Không được.